Tiền thì không có đâu, nhưng mà ăn buffet là cứ phải ăn buffet sushi với sashimi mới chịu. Nói thật là mình không phải là một người sành ăn các loại sashimi đâu mọi người ạ, nhưng mà chắc chắn đây là cá hồi rồi. Cái này không nhầm thì là bụng cá kiếm này. Cá chết chứ. Cái cá gì đây này, quên mất tên rồi. Ít rừng hồng, không ăn được một tạp mọi người ạ, nên là thôi nhá. Đồ kiểu tôi ấy, mà ăn nó giòn giòn, ngon cực. Trong này ưng nhất là cá hồi với cả ngao đỏ. Mời em về với đội của ai? Ăn xong cái khay này thì no khủng khiếp rồi đấy mọi người ơi. Cái này là cá hồi với cả là trứng. Cái sốt bên trên là cái sốt gì ấy, béo ngậy, ngon lắm. Cá trích cũng là một loại cá mình rất là thích, chỉ sau cá hồi thôi. Thử cái quận bơ này nhá. Đi ăn buffet này thì chết rồi. Mình ăn được 1/3 quãng đường đã thấy no. Đây là cái khay thịt tổng hợp mọi người ạ. Nó sẽ có thăn bò với cả là sườn bò ấy, mà cái miếng thịt này trời ơi nó to chứ. Một chiếc sò điệp để vào đây nghe. Trông mà vẫn hơi trông nhỉ. Cái kẹp này cầm mỏi tay phết, không phải nướng mà dễ đâu mọi người ạ. Nó phải thật sự là rất là đảm đang đấy. Thôi, mày đừng có bốc phét. Rồi, miếng thịt tôi cứ phải đều tăm tắp như này nhá mọi người nhá. Công thức là phải ăn thử một miếng mà không chấm cái gì trước. Ngọt lắm luôn ấy, ngọt cái kiểu vị nguyên bản của thịt không tẩm nước gì ấy. Ở đây thì mình sẽ chấm với cái sốt Hàn Quốc của quán. Cũng ngon, sốt này nó hơi kiểu hơi hăng hăng một tí đấy mọi người ạ. Có một điểm là ở đây nó hơi không được đa dạng loại thịt lắm mọi người ạ. Chỉ có mỗi thăn bò với lại là sườn bò thôi. Thì mình sẽ xử lý con bé này nhá. Ngon mà ít quá. Thực ra no lắm rồi đấy, nhưng mà nhìn lẩu vẫn muốn ăn tiếp. Ôi, không được, đúng kiểu mùi lẩu hải sản luôn. Rảnh đấy mọi người ạ, kiểu chua chua ấy. Còn rất là tâm lý đấy mọi người ơi. Biết là mình ăn nướng với là ăn sushi xong no rồi, nên là cho lẩu nó cũng chỉ xương xương thôi. Cho nhiều không ăn hết. Cái suất buffet này hôm nay mình ăn ấy nó là 599 cành, nhưng mà nói thật là không ăn hết đâu đấy. Ai mà ăn luôn ăn khỏe thì hết, còn riêng mình là không hết đâu nhá. Nhưng mà cái giá này thì khi nào có tiền thì đi thôi nhé, còn không đi nhiều đâu.